ngày xưa, ngày xưa, có một gia đình giàu có đã đẻ được 4 người con trai. Một ngày, người vợ lại sinh hạ thêm 1 người con trai nữa. Thế nhưng... Ông! Dạ thưa, thưa ông, cậu Út nhà ta... Ôi trời ơi, đây là con ta sao? Thảo nào, suốt mấy ngày trước khi lâm bồn, em toàn mơ thấy ác mộng. Tại sao ông trời lại trao cho chúng ta đứa con kỳ quái như vậy chứ? Em của chúng con đâu ạ? Mẹ ơi, đứa trẻ không có chân. Sợ quá mẹ ơi, sợ quá ạ. Trời ơi, các con của mẹ sợ hãi thế này thì phải làm sao đây? Sợ quá, kinh dị quá. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì đúng là một nỗi sỉ nhục lớn cho dòng tộc chúng ta. Tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp bà con nữa. Ôi trời ơi. 4 đứa con lành lặn của chúng ta luôn sợ hãi thằng bé này. Không ai muốn lại gần nó cả. Chưa kể khi mang nó, tôi lại hay mơ thấy ác mộng. Có khi là điềm gỡ cho nhà mình đấy. Mình là mau tính cách giải quyết nó đi. Chỉ còn cách này. Dù sao chúng ta cũng đã có 4 đứa con đẹp đẽ lành lặn. Nếu mất đi một đứa không chân cũng không thành vấn đề gì. Vậy thì cứ làm theo ý của mình đi. Hai bà nói là thả trôi sông, trời sinh ra số mệnh nó không tốt thì đành vậy. Ta cũng không còn cách nào khác. Dù sao ta cũng chỉ là phận nô tỳ thôi. Xin lỗi con. Cầu phúc cho con được bình yên. Trời ơi, cậu Út. Không. Trời ơi, mình đã gián tiếp giết cậu Út mất rồi. Mình phải đi tìm cậu ấy. Dù cậu ấy đã chết cũng phải đi tìm bằng được để chôn cất. Hình như là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không có chân ư? Thật tội nghiệp con. Về nhà với ta nha. Ta sẽ cố gắng chăm sóc cho con. Là tiếng khóc của cậu Út thì phải. Không lẽ... Sao đứa trẻ khóc hoài thế nhỉ? Ngài có cần tôi giúp gì hay không? Tôi đi ngang qua mà nghe đứa trẻ khóc nhiều quá. Ôi may quá. Nhờ bà dỗ dành đứa trẻ hộ tôi, tôi mới nhặt được cháu ở bờ sông về, nên chưa biết chăm sóc thế nào. Trời ơi, đúng là cậu Út đây rồi. Tôi cứ ngỡ cậu đã chết. Không ngờ, thật là một kỳ tích. Ồ, bà bế lên, đứa trẻ đã đến ngay kìa. Chắc nó nhớ mẹ thì phải. Thật tội nghiệp. Trông thằng bé thật đáng thương, phải không ông? Nó còn không có chân nữa. Đúng vậy. Tôi đang không biết sẽ chăm sóc thằng bé thế nào đây. Hay là ông cho tôi ở lại đây. Tôi nguyện làm giúp việc không công cho ông và chăm sóc cho cậu bé này. Thấy đứa trẻ đáng yêu quá, tôi đi không có đành. Không ngờ đứa trẻ này lại mang lại may mắn cho ta. Có một người giúp việc miễn phí, thế thì còn gì bằng. Vậy thì hay quá. Tôi cũng rất cần người trông nom thằng bé đây. 8 năm sau. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày đó. Mình sẽ hối hận đến hết đời nếu như không đi tìm cậu Út. Nếu đêm ấy cậu có mệnh hệ nào thì tội lỗi chính là mình. Con ơi, tại sao cô ma không có chân? Sao cô ma chỉ có mình bố Raman vậy cô? Mẹ cô ma ở đâu ạ? Sao cô lại khóc vậy? Cô ma cũng đã lớn. Thằng bé lại có tư chất thông minh. Mình không nên giấu thằng bé nữa. Cô ma thật sự là... Hóa ra con không phải là con của bố Raman.
con bị bỏ rơi như một khúc gỗ. Có phải vì con què quặt không giống hình thù con người đúng không con? Cô ba ngoan, vẫn còn có tôi mà, tôi sẽ luôn bên cậu. Cha ơi, có phải con là kẻ bị bỏ đi không? Ừ, sao con lại nghĩ thế? Vì con không có chân, con sẽ chẳng làm được gì cả. Đến cha mẹ đẻ con cũng bỏ con đi. Con thấy không cô ba, ngay cả một giọt nước yếu ớt nhỏ bé vô danh kia, chỉ cần mỗi ngày thấm một ít cũng có thể xuyên qua tảng đá khổng lồ. Con cũng thấy, con là một cậu bé kiên cường, ngay từ khi lọt lòng, dù không chân, nhưng con cũng đã vượt qua được ngọn thác cao để giữ mạng sống cho mình. Đó chính là kỳ tích. Và kỳ tích không nằm ở cánh tay hay bàn chân của con. Kỳ tích chỉ xuất hiện khi con người không ngừng nỗ lực và cố gắng. Nhưng con sẽ làm được gì đây? Từ hôm nay, con nên cố gắng học chữ và học làm thầy thuốc từ ta. Chỉ cần con đủ kiên trì, ta sẽ dạy cho con. 12 năm sau, cô Ma đã học chữ và y thuật rất giỏi. Cha nuôi của anh đưa anh đến thủ đô để tham dự kỳ thi dành cho các ngự y của triều đình. Năm đó, cô Ma đã đứng đầu bảng, được nhà vua ban chức sắc. Nhà vua còn ban cả võng lộng cùng hai người tùy tùng để khiêng võng cho anh. Từ đó, người ta gọi anh là ngự y bốn chân. Bệnh này thật tôi không có cách chữa. Bà nên gọi các con của mình về chăm sóc và đoàn tụ với ông. Tôi e ông ấy không còn nhiều thời gian đâu. Chẳng đứa nào chịu về với chúng tôi cả. Chúng tôi đều sợ tốn kém tiền của. Mỗi lần nhờ chúng gọi thầy Lan, chúng đều tìm cách thoái thác hết. Ông bà đều già mà chẳng cậy nhờ được con cái. Phải đơn chiếc lo cho nhau thế này tôi thấy ái ngại quá. Tôi có biết ngự y bốn chân làm quan trong triều, để tôi thử ngỏ lời mời ông ấy xem sao. Thế thì còn gì bằng. Có bốn đứa con, nhưng chúng đều bỏ đi hết. Nếu mời ông ấy đến chữa bệnh cho nhà của tôi, thì tôi xin trả công hậu hĩnh cho ông. Được rồi. Bây giờ cho ông ấy uống hết 5 thang thuốc này là sẽ khỏi. Mày có ngài ngự y bốn chân đây mà nhà tôi tai qua nạn khỏi. Vợ chồng tôi xin giữ đúng lời hứa, trao ngôi nhà này xem như trả công lại cho ngài. Coi như từ nay đó là của ngài rồi. Nó vốn vẫn là nhà của ngài ấy, thưa ông bà chủ. Cô năm ấy vì mặc cảm về tội lỗi nên tôi đã quyết định trốn khỏi nhà ông bà ngay đêm đó để đi tìm cậu Út. May mắn, cậu được một đại phu tốt bụng vớt được và mang về nuôi nấng. Giờ đây, cậu ấy đã trở thành ngự y bậc nhất trong thiên hạ. Đứa con không chân ngày xưa của ông bà thả trôi sông, nay lại thành ngự y bốn chân được mọi người nghênh đón. Hả? Cô nói sao? Đúng vậy cô Ma, họ chính là cha mẹ ruột của con đấy. Trần ơi, chúng tôi là những người đáng chết. Chính đứa con chúng tôi ruột bỏ đã cứu sống cha của nó. Cha mẹ có lỗi với con, giờ con hãy trách phạt cha mẹ đi. Cha mẹ xin chịu. Con là thầy thuốc. Thầy thuốc chỉ chữa lành vết thương, chứ không làm vết thương thêm đâu. Bao nhiêu lỗi lầm những năm qua, cả hai người đã trả đủ. Chi bằng từ nay, chúng ta hãy sống chung trong căn nhà này và cùng bù đắp cho những năm tháng xưa kia. Con ơi, cha mẹ hổ thẹn trước việc làm của mình. Từ nay, hãy để cha mẹ được bù đắp cho con. Con sẽ đón cả cô, cả cha nuôi Brahman của con về đây. Cả nhà ta sẽ là một đại gia đình và sống quây quần vui vẻ bên nhau nha. Cuộc phiêu lưu của Cox. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một anh thợ hàn tên là Cogworth, nhưng mọi người thường gọi anh là Cox.
Walcott là một chàng trai có phần ngốc nghếch. Đã từ lâu, một cô gái tên là Aricia thường qua cửa hàng để bầu bạn với Kurt. Kurt biết rằng mình đã yêu Aricia, nhưng chàng chưa một lần dám ngỏ lời. Wow, đẹp quá! Chắc là anh phải mất rất nhiều thời gian để làm ra chiếc đồng hồ này hả? Thật ra tôi làm nó để tặng Aricia. Tôi muốn dành những gì tốt nhất cho Aricia. Aricia, sao chúng ta phải chạy chứ? Xin công chúa hãy trở về. Nhà vua đang rất tức giận và lo lắng ạ. Aricia, cô là công chúa ư? Có cả. Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh. Tôi không phải là con gái người xây bột ở làng bên. Tôi bỏ trốn ra ngoài chơi mà không được sự cho phép của nhà vua. Vì thế tôi không dám nói thật danh phận của mình với anh. Đừng giận tôi nha. Bản thân tôi chỉ là một kẻ thường dân, làm sao dám giận công chúa chứ. Công chúa hãy trở về cung điện đi, và từ nay đừng tới tìm tôi nữa. Con là công chúa, vậy mà cứ sỉnh ra là trốn ra ngoài chơi là sao? Con xin lỗi vua cha. Và vua cha của con đã quyết định tìm rể cho con vào ngày mai rồi. Nhưng con chưa muốn cưới chồng mà. Chuyện này vua cha của con đã quyết rồi. Ngày mai, tất cả các chàng trai ở khắp nơi sẽ tới đây để tham gia tuyển chọn. Ta sẽ cho con quyền được lựa chọn. Tất nhiên phải chọn người môn đang hộ đối với con rồi. Cos, cậu sẽ tới đó để tham gia vào cuộc tuyển chọn phò mã chứ? Cậu nói gì thế? Nực cười. Tớ chỉ là một gã thợ hàng thôi. Nhưng cậu không thể để Aricia lấy người khác được. Thì biết làm sao, người ta là công chúa mà. Cos, cậu yêu Aricia mà, hãy tới đó và giành lấy công chúa đi. Nhưng chắc gì Aricia đã yêu tớ chứ. Dù sao cậu cũng phải thử. Nếu cậu không thử, cậu sẽ vĩnh viễn mất Aricia. Hay là hoàng tử Betawood của vương quốc Palado. Còn đây là công tử Solis của xứ Mulaba. Có mà, nếu anh không tới, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Aricia, tất cả các chàng trai đã ra mắt con rồi đó. Con đã có sự lựa chọn cho mình chưa? Con... Dạ, con... Chàng ngốc nào đây? Thưa cha, con có sự lựa chọn của riêng mình rồi. Là chàng trai kia. Còn tôi nữa. Công chúa khoan hãy lựa chọn. Ta, hoàng tử Lord Balao của vương quốc quỷ ám. Tại sao chưa có mặt của ta mà cuộc tuyển chọn đã diễn ra cơ chứ? Lord Balao, ngươi thật không hết. Ta không đời nào gả con gái ta cho ngươi đâu. Đã thế, ta sẽ cho các ngươi phải ân hận. Công chúa phải thuộc về ta. Cậu sẽ tới đó ư? Hắn chính là con rồng mạnh nhất trên thế gian này đó. Làm sao cậu có thể chống lại được hắn chứ? Dù có chết, tớ cũng phải cứu Aricia. Aricia, nếu nàng vẫn kiên quyết không chịu chấp nhận làm vợ ta, nàng sẽ không bao giờ được ra khỏi chiếc lồng này. Ta thà chết chứ không bao giờ làm vợ ngươi. Vậy thì nàng sẽ phải chết một xương trong chiếc lồng này, một cứng đầu.
thưa hoàng tử, bên ngoài bỗng xuất hiện một vật rất lạ, giống như một chiếc đồng hồ vậy. Vẫn còn rất nhiều chiếc đang phát ra tiếng kêu ngay ngoài cửa hang ạ. Kẻ nào định trêu người ta sao? Để ta ra xem. Tìm hết những chiếc đồng hồ và mang vào hang cho ta, không được bỏ sót một chiếc nào. Nhanh, Patricia. Không, tôi biết anh sẽ tới mà. Nhanh lên. Là nhà ngươi ư? Đừng không mang công chúa ra khỏi đây. Hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi. Cô lùi lại, chạy vòng ra phía sau. Cuối hang có một con đường dẫn ra cửa sông. Có thuyền để sẵn ở đó rồi, đi đi. Nhưng còn anh? Đừng lo cho tôi, chạy đi. Chạy đi. Sao cô vẫn còn ở đây sao? Tôi không thể bỏ lại anh. Mau, mau lên thuyền. Khó à, Lót và hang của hắn ta đã bị tiêu diệt rồi. Những chiếc đồng hồ đã phát nổ đúng lúc. Tưởng anh sẽ không thể sống sót được chứ. Anh phải sống để bảo vệ em. Vậy thì hứa là anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này nha. Anh hứa. Sau đó Cos đã trở thành phò mã, và chàng được nhà vua tin tưởng giao cho cả vương quốc. Từ đó anh chàng thợ hàng đã sống hạnh phúc bên công chúa Adicia mãi mãi. Vua núi vàng. Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một người lái buôn rất giàu có. Ông ta dồn hết số tiền của mình dành dụm được để mua hai con tàu lớn và chất đầy hàng hóa lên đó. Chuyến này nếu bán được tất cả chỗ hàng trên hai con tàu, ta sẽ thu về rất nhiều tiền vàng và trở thành người giàu nhất thị trấn này. Vậy là ta đã mất hết tất cả tài sản tích góp trong bao năm qua. Xin chào ông. Ngươi là ai? Ta là quỷ lùng. Hình như ông đang có điều gì phiền muộn trong lòng. Hãy nói với ta sẵn lòng giúp ông nếu có thể. Tất cả tài sản của ta đã bị cuốn trôi xuống biển sâu. Giờ ta chỉ còn một mảnh đất nhỏ và một căn nhà lụp xụp tồi tàn thôi. Ôi tổng gì, cái chuyện đó quá đơn giản. Ông muốn bao nhiêu tiền cũng có, miễn là ông hứa với ta một điều: khi về nhà, cái gì chạm vào chân ông trước tiên thì sau 12 năm nữa ông phải mang lại đây cho tôi. Bình thường khi mình về nhà, con chó hay chạy ra đón mình đầu tiên. Vậy thì nếu mình đồng ý với điều kiện hắn ta đưa ra thì cũng chẳng thiệt hại gì hết. Được, ta hứa với ông. À, cha đã về rồi. Ôi không, sao lại là đứa con trai yêu quý của ta cơ chứ? Thời gian trôi qua, bác lái buôn không thấy có tiền của gì xuất hiện, nên bác cũng nguôi ngoai phần nào, nghĩ chắc rằng tên quỷ lùng chỉ nói giỡn chơi. Chả còn gì để ăn nữa rồi. Hy vọng chỗ bát đĩa này sẽ đổi được ít tiền. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?
tuyệt vời, tất cả đều biến thành vàng trong nháy mắt rồi. Thật không thể ngờ được, số vàng này trị giá hơn cả số tiền mà ta gom góp được trước đây. Dù sao cũng còn đến 12 năm nữa, có gì ta từ từ tính sau cũng được. Nhờ có số vàng, Bác mở cửa hàng buôn bán trong thị trấn và giàu có phát đạt hơn xưa. 12 năm sau. Cha ơi, có chuyện gì mà trông cha lo lắng thế? Năm xưa, khi con còn nhỏ, ta đã dại dột thề với một tên quỷ lùn 12 năm sau sẽ giao vật đầu tiên chạm vào chân ta khi về nhà cho hắn để đổi lấy số vàng mà hắn đã cho ta. Không may, đó lại là con. Giờ đây, thời hạn đó sắp kết thúc rồi. Cha đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó. Phải làm cách gì để ngăn không cho tên quỷ lùn chia rẽ hai cha con ta bây giờ? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế này? Ta là bà tiên trông giữ khu rừng này. Nãy giờ ta đã nghe hết nỗi lòng của cậu và sẽ giúp cha con cậu thoát khỏi sự đe dọa của tên quỷ lùn kia. Được vậy thì tốt quá rồi. Xin bà hãy chỉ cách giúp con ạ. Con hãy dùng viên đá này vẽ một vòng tròn rồi đứng vào trong. Tên quỷ lùn đó sẽ không thể làm hại đến hai cha con của con đâu. Chào ông, hôm nay ta đến đây như đã hẹn. Ông có mang tới vật đã hứa với ta chứ? Ta không thể giao đứa con trai của ta cho ông được. Thay vì vậy, ta sẵn sàng nhận bất cứ vật gì khác cho ông. Không được, ông đã hứa như vậy thì phải giữ lời. Ông không thể nào chạm được vào chúng tôi đâu. Vậy nên hãy xóa lời thề đó đi. Không đời nào. Nếu ta không có được ngươi thì ông ta cũng không thể có được. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng người lái buôn và tên quỷ lùn quyết định đứa con sẽ không thuộc về ai. Ôi không, đứa con trai yêu quý của ta. Đó là cái giá phải trả cho việc lão dám nuốt lời hứa với ta. Hòn đảo này thật kỳ lạ, tất cả đều bằng vàng lấp lánh. Không ngờ trên hòn đảo này lại có một tòa lâu đài to đẹp như kia. Chàng trai trẻ, xin đừng sợ hãi. Ta vốn là nữ hoàng cai trị vương quốc núi vàng. Đã 12 năm nay, ta bị lời nguyền phù phép biến thành rắn. Bây giờ tôi phải làm gì để giúp nữ hoàng trở lại thành người đây? Khi màn đêm buông xuống, sẽ có 3 tên quỷ mang xiềng xích đến hỏi chàng làm gì ở đây. Chàng đừng đáp, kệ cho chúng muốn làm gì thì làm. Nếu chàng chịu đựng qua 3 đêm, phép thuật sẽ biến mất và ta sẽ được giải thoát. Mặc cho chúng dặn hỏi, dọa nạt trách kiểu, chàng trai không mở miệng nửa lời, khiến chúng tức giận nhảy vào đánh đập chàng không thương tiếc. 2 đêm tiếp sau đó, chàng trai tiếp tục bị những tên quỷ hành hạ, nhưng chàng vẫn một mực im lặng. Khi ánh nắng mặt trời ló dạng, nữ hoàng từ bỏ lốt rắn, trở lại thành người. Chàng trai trẻ đã vì ta và vương quốc mà phải chịu quá nhiều khổ sở. Thứ nước này sẽ giúp chàng hồi sinh trở lại. Nhờ công của chàng trai, nữ hoàng và vương quốc đã thoát khỏi lời nguyền. Một lễ cưới linh đình đã được tổ chức và chàng trai trở thành vua núi vàng. Một thời gian sau. Có chuyện gì mà sao chàng buồn quá vậy? Bỗng dưng ta nghĩ đến người cha của mình, không biết giờ cha ta ra sao, còn sống hay đã chết. Đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay, chàng sẽ đến được bất cứ nơi đâu mà chàng muốn đến. Ước gì ta đến được thị trấn nơi cha ở. Tuyệt vời, ta đang bay trên bầu trời. Cha ơi, con đã về rồi đây. Chắc ngài nhầm tôi với ai rồi. Tôi cũng có một người con trai,
nhưng thằng bé mất đã lâu trong một vụ đắm thuyền rồi. Con chính là con trai của cha đây. Ngày đó khi chiếc thuyền lật úp, con may mắn thoát chết và dạt vào bờ. Cha còn nhớ vết sẹo này chứ? Con đã bị thương ở tay trong một lần té ngã từ trên cây. Đúng là con trai ta thật rồi. Ta cứ ngỡ con đã bỏ mạng dưới biển sâu rồi. Bằng chiếc nhẫn thần, nhà vua đưa cha về núi vàng trong nháy mắt. Trải qua một thời gian xa cách, giờ đây bác lái buôn sống hạnh phúc với con cháu ở lâu đài núi vàng đến cuối đời.